Cô xin chào các con. Cô xin tự giới thiệu, cô tên Nguyễn Thị Cẩm Nang, giáo viên trường tiểu học B Tân Lợi, huyện Tịnh Biên. Hôm nay, cô sẽ đến với lớp học các con qua môn tập đọc lớp 5, bài Đất Cà Mau. Như vậy thì, để học tốt môn tập đọc, các con cần chuẩn bị cho cô sách giáo khoa tiếng Việt 5, tập trắng, viết và thước kẻ. Sau đây, cô và các con bắt đầu đi vào tiết học nha. Trước khi đi vào bài mới, cô mời các con quan sát lên trên màn hình của cô. Trên màn hình của cô, đây là hình ảnh của bản đồ Việt Nam, hình chữ S. Trên bản đồ này, điểm đầu tiên đó chính là thủ đô Hà Nội, nơi có ngôi sao màu đỏ. Và điểm cuối cùng của đất nước Việt Nam sẽ là tỉnh nào? Cô mời các con nghe cô hát hai câu hát trong bài Áo Mới Cà Mau. Nghe nói Cà Mau xa lắm, ở cuối cùng bản đồ Việt Nam. Như vậy thì Cà Mau nằm ở vị trí nào trên bản đồ đây các con? À, chính là nơi này, vị trí cuối cùng trên bản đồ Việt Nam. Như vậy, với một địa hình như thế thì tỉnh Cà Mau có những đặc điểm gì nổi bật? Cô và các con sẽ tìm hiểu qua bài tập đọc hôm nay. Đó là bài Đất Cà Mau. Cô mời các con mở sách giáo khoa trang 89. Các con sẽ nghe cô đọc bài tập đọc. Các con dò bài và đọc thầm theo cô nha. Đất Cà Mau. Cà Mau là đất mưa dông. Vào tháng 3, tháng 4, sớm nắng chiều mưa. Đang nắng đó, mưa đổ ngay xuống đó. Mưa hối hả, không kịp chạy vào nhà. Mưa rất phủ, một hồi rồi tạnh hẳn. Trong mưa thường nổi cơn dông. Cà Mau đất xốp, mùa nắng, đất nẻ chân chim, nền nhà cũng rã nứt. Trên cái đất phập phèo và lắm gió, dông như thế, cây đứng lẻ khó mà chống nổi với những cơn thịnh nộ của trời. Cây bình bát, cây bần cũng phải quay quần thành chồm, thành rặn. Rễ phải dài, phải cắm sâu vào trong lòng đất. Nhiều nhất là đước. Đước mọc san sát đến tận mũi đất cuối cùng. Thẳng đuột như hằng hà sa số cây dù xanh cắm trên bãi. Nhà cửa dựng dọc theo những bờ kênh, dưới những hàng đước xanh rì. Nhà nọ sang nhà kia phải leo trên cầu bằng thân cây đước. Sống trên cái đất mà ngày xưa dưới sông sấu cảng mũi thuyền, trên cạn hổ rình xem hát này, con người phải thông minh và giàu nghị lực. Họ thích kể, thích nghe những huyền thoại về người vật hổ, bắt cá sấu, bắt rắn hổ mây. Tinh thần thượng võ của cha ông được nung đúc và lưu truyền để khai phá, giữ gìn mũi đất tận cùng này của tổ quốc. Theo Mai Văn Tạo, các con đã nghe cô đọc bài tập đọc, các con cũng đã dò bài và đọc thầm theo cô. Sau đây, cô sẽ hướng dẫn các con chia đoạn trong bài tập đọc này. Bài tập đọc sẽ được chia làm 3 đoạn. Đoạn 1. Từ Cà Mau là đất mưa dông cho đến nổi cơn dông. Đoạn 2. Cà Mau đất xốp cho đến thân cây đước. Và đoạn 3. Sống trên cái đất cho tới của tổ quốc. Như vậy thì các con có thể xem trong bài tập đọc này mỗi một lần xuống dòng là một đoạn ha. Trong bài tập đọc, ngoài việc các con đọc diễn cảm, trôi chảy, to rõ bài tập đọc, các con cũng cần lưu ý một số từ khó trong bài mà khi đọc các con sẽ dễ phát âm sai. Cô sẽ hướng dẫn các con luyện đọc các từ này. Các con nghe cô đọc trước một lần và sau đó các con sẽ đọc theo cô ha, đọc thầm. Phủ, phập phèo, bình bát, quay quần, chồm, đước, san sát, thẳng đuột, nung đúc. Cô mời các con đọc thầm lại. À, các con đã đọc xong rồi ha. Như vậy thì ngoài luyện đọc những từ khó, trong bài tập đọc có những câu dài. Cô sẽ hướng dẫn các con cách luyện đọc những câu dài bằng cách đó là các con sẽ nhấn giọng ở những từ ngữ quan trọng và các con sẽ ngắt hơi
ở những nơi mà cái câu của nó dài mà người ta chưa có đặt dấu phẩy hoặc là dấu chấm. Các con lưu ý, trong câu này cô đã gạch chân những từ ngữ màu đỏ. Như vậy thì đối với những từ ngữ được gạch chân màu đỏ, khi đọc các con sẽ nhấn giọng. Còn đối với những nơi cô gạch sổ một gạch, khi đọc đến đây các con sẽ ngắt. Và đối với những nơi cô gạch sổ hai gạch, khi đọc đến đây các con sẽ nghỉ. Các con nghe cô đọc trước ha. Trên cái đất phập phều và lắm gió, giông như thế. Cây đứng lẻ khó mà chống nổi với những cơn thịnh nộ của trời. Cô mời các con đọc thầm lại. Cô cảm ơn các con. Và trong bài tập đọc này các con lưu ý cho cô. Các con mở sách giáo khoa trang 90 ra. Trong bài tập đọc có nêu một số từ ngữ. Cô sẽ giải thích một số từ ngữ này cho các con ha. Từ đầu tiên đó là phủ. Như vậy thì thế nào là phủ? Phủ có nghĩa là phũ phàng, dữ dội, thô bạo đến mức tàn nhẫn. Phập phều có nghĩa là gì đây? Phập phều ý nói là trôi nổi, phồng lên rồi lại xẹp xuống. Cơn thịnh nộ, cơn thịnh nộ có nghĩa là cơn giận dữ ghê gớm. Hằng hà sa số chính là nhiều vô kể và không thể nào đếm xuể. Xấu, xấu ở đây ý nói đó là con cá sấu đó các con. Ngoài những từ khó trong bài thì các con thấy là trong bài tập đọc này có cái từ ngữ đó là đất nẻ chân chim. Như vậy thì thế nào là đất nẻ chân chim? Cô mời các con quan sát hình ảnh này. Đây, các con biết là nơi Cà Mau, tỉnh Cà Mau thì thiên nhiên khí hậu rất là khắc nghiệt. Vào mùa nắng thì không có mưa đó, thì đất nó khô cần và nó nứt nẻ ra như thế này, trông giống như hình cái bàn chân của con chim, cho nên người ta gọi đó là đất nẻ chân chim. Một cái loại cây xuất hiện trong bài tập đọc mà các con có nghe, đó là cây bình bát. Như vậy thì cây bình bát là cây gì đây? Đây là cây bình bát và đây là quả bình bát. Các con thấy khi còn sống thì quả có màu xanh và khi chín thì quả có màu vàng rất là đẹp. Và các con quan sát con thấy giống như là hình trái tim vậy đó ha. Và cây bình bát này là một loại thân cây gỗ nhỡ. Chiều cao của nó thì thường là khoảng từ 2 đến 5 mét. Và những cây to thì nó sẽ cao tới 10 mét. Các con quan sát cây quả bình bát. Các con nhìn giống như là cái trái mãng cầu của mình vậy đó, hoặc là trái na á, các cái hạt nó xếp với nhau lại và khi con ăn thì con thấy nó sẽ có vị chua và hơi chát nhẹ, có mùi thơm thoang thoảng đặc trưng. Và một điều đặc biệt đó là cái loại cây này nó sống được ở những khu vực vùng sông nước. Một loại cây thứ hai trong bài tập đọc này có đề cập đến ở Cà Mau đó là cây bần. Như vậy thì đây là lá bần và trái bần. Cây bần là một loại cây mà các con nhìn trong hình các con cũng thấy được quả rồi, hình dạng của chiếc lá. Nó có tác dụng là chắn sóng, chống sạt lở. Ngoài ra thì người ta cũng dùng cái quả bần này để người ta nấu canh nè. Rồi gì nữa, người ta chữa những cái chứng bong gân, bầm tím, do ứ máu hoặc là tiểu tiện không thông. Bần có thể được xem giống như là một vị thuốc nam. Và nó là một loại sinh vật sống và phát triển mạnh ở khu vực rừng ngập mặn. Cô mời các con cùng với cô tìm hiểu bài. Các con đọc thầm đoạn 1 và các con cho cô biết mưa ở Cà Mau có gì khác thường. Cô mời các con đọc thầm lại. À, mưa ở Cà Mau có gì khác thường đấy các con? Mưa ở Cà Mau khác thường đó là mưa dông rất đột ngột, dữ dội nhưng chống tạnh. Ở trong bài thì người ta có nói là mưa rất phủ. Đây, mưa có nghĩa là đến đột ngột và nó cũng đi nhanh. Nhưng mà mưa khi mà đã xuống rồi thì mưa rất là to, rất là lớn ha. Người ta gọi là dùng từ đó là mưa rất phủ. Như vậy, với một điều kiện khí hậu địa hình như thế, các con tiếp tục các con đọc thầm đoạn 2 và các con cho cô biết cây cối trên đất Cà Mau mọc ra sao? Cô mời các con đọc thầm. Các con đã tìm ra câu trả lời rồi đúng không nè? Cây cối trên đất Cà Mau mọc như thế nào đấy các con?
Cây cối mọc thành chồm, thành rặng, rễ dài, cắm sâu vào lòng đất để chống chọi được với thời tiết khắc nghiệt. Cây bình bát, cây bần, quây quần thành chồm, thành rặng, cây đước thì mọc san sát. Đây là hình ảnh của cây cối ở Cà Mau mọc nè, con nhìn nha. Cây cối mọc như thế thì tiếp tục các con đọc thầm đoạn 2 và các con cho cô biết. Với một địa hình như vậy thì người dân Cà Mau dựng nhà cửa như thế nào? À, các con biết là với một địa hình như thế thì người dân Cà Mau họ đã dựng nhà cửa dọc bên những bờ kênh, dưới những hàng đước xanh rì, từ nhà nọ sang nhà kia phải leo trên cầu bằng thân cây đước. Đây các con thấy hình ảnh này là một chiếc cầu. Chiếc cầu này thì ở những vùng quê người ta gọi đó là cầu khỉ hoặc là cầu tre. Nhưng mà điều đặc biệt đó là cái cầu này ở đây được dựng bằng thân cây đước ha. Nhìn rất là lạ mắt. Cái chiếc cầu này thì các con sẽ thường thấy là xuất hiện ở những vùng quê á, vùng sông nước á, sẽ nhiều. Với một địa hình hiểm trở như thế thì để sống được ở nơi này, các con xem coi người dân Cà Mau nơi đây họ có tính cách như thế nào. À, đúng rồi đó các con. Người dân Cà Mau họ có tính cách như thế nào đây? Người dân Cà Mau họ phải thông minh nè, rồi gì nữa? Giàu nghị lực, có tinh thần thượng võ, họ thích kể và thích nghe những chuyện kỳ lạ về sức mạnh và trí thông minh của con người. Đó chính là tính cách của người dân Cà Mau. Các con có dịp các con lên mạng các con tìm đọc cái câu chuyện là Bác Ba Phi. Bác Ba Phi là một nhân vật người ta đã thể hiện trong câu chuyện này của người dân Cà Mau. Nếu mà có dịp các con đọc trên mạng hoặc là các con mua sách mua truyện về đọc và câu chuyện này đã được dựng thành phim, các con cũng có thể xem phim ha. Qua bài văn thì các con đã được tìm hiểu bài, các con cũng đã đọc bài. Các con có cảm nhận gì về thiên nhiên và con người Cà Mau? Cô mời các con suy nghĩ. À, như các con biết đó, người dân Cà Mau họ sống ở một nơi mà địa hình như thế, thì đó cũng là cái sự khắc nghiệt của thiên nhiên Cà Mau đã góp phần hun đúc nên tính cách kiên cường của con người Cà Mau nơi đây. Và đó cũng là nội dung của bài tập đọc, các con đọc thầm lại. Cô cảm ơn các con. Sau đây cô sẽ hướng dẫn các con luyện đọc diễn cảm. Trong bài tập đọc này, cô sẽ hướng dẫn các con luyện đọc diễn cảm đoạn 3. Cô đã gạch chân những từ ngữ màu đỏ. Khi đọc những từ ngữ này, các con cần phải nhấn giọng để thể hiện tình cảm của mình trong đoạn văn này. Cô mời các con nghe cô đọc và các con sẽ đọc thầm theo cô. Sống trên cái đất mà ngày xưa, dưới sông, sống cảng mũi thuyền. Trên cạn, hổ rình xem hát này. Con người phải thông minh và giàu nghị lực. Họ thích kể, thích nghe những huyền thoại về người vật hổ, bắt cá sấu, bắt rắn hổ mây. Tinh thần thượng võ của cha ông được nung đúc và lưu truyền để khai phá, giữ gìn mảnh đất tận cùng này của Tổ quốc. Cô mời các con đọc thầm lại. À, các con đã đọc xong rồi. Cô mời các con quan sát thêm một số hình ảnh về tỉnh Cà Mau. Đây là hình ảnh của mũi Cà Mau. Trên mũi Cà Mau thì người ta có ghi đó là vĩ độ Bắc nè, kinh độ Đông nè và những chỉ số thể hiện được vĩ độ và kinh độ. Và các con cũng biết một điều đó là vào tháng 6 năm 2009, mũi Cà Mau đã được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới. Đồng thời nơi này cũng được công nhận là khu du lịch quốc gia. Các con lớn, các con có dịp các con nên đến đây để tham quan để biết được cái đặc điểm địa hình nơi đây ha. Đây là hình ảnh của rừng U Minh. Các con nhìn từ trên cao xuống rất là đẹp. Và rừng U Minh này có một địa hình rất là hiểm trở. Ngày xưa trong thời kỳ chiến tranh đó, thì nơi đây cũng đã từng che chở và bảo vệ cho bộ đội và cán bộ của ta, những người lính, để tránh đi cái sự truy đuổi, truy sát của giặc. Đây là hình ảnh rừng U Minh.
Cô mời các con đọc thầm lại nội dung của bài tập đọc. Cô cảm ơn các con. Tiết học của chúng ta hôm nay đến đây là hết. Các con về nhà, các con đọc thầm lại bài tập đọc. Các con trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa. Học nội dung bài, chuẩn bị cho tiết sau. Lớp chúng ta sẽ tiến hành ôn tập. Tiết học hôm nay đến đây là hết. Cô chào cả lớp. Hẹn gặp lại các con trong tiết tập đọc tới. Cô kính chào các con.